Em bò này tao đưa tới đây để vợ cho nó quen cái đường. Năng là đúa khô sở rồi nè, là đúa khô sở rồi. Cái này là lúa đặc sản này, lúa Hồng Nhan nè, nó cao dữ lắm. Anh ấy mà mất chít pi mất ấy nó á, nó cao quá, người ta cắt cái đọt rồi người ta cho bò để nó thấp lại đặn được nó không có bị ngã. Nó ngã là hư lúa. Ban mà khai hả nè? Khai chiến chết quy khai rồi. Mình lấy cái lúa. Ừ. Đường vô sân đua bò. Nó có hai đường. Mình phải chạy sát chân núi cũng có một đường nữa. Đường đó là đường chính, còn cái này là đường phụ. Dẫn bò tới đây vợt. Đấy, xe tải này là chở bò từ bên Tịnh Biên hoặc là ở mấy cái chỗ xa xa tới.
có bên Campuchia qua nữa. Nam toàn ban chi ấy. Nè, từ lại một tàu anh vô mà pa up nó. Ai mưa sao mà vô ở đây chăng? Là thùng lương lương không? Vô ở mà sao buồn phép mấy mình đắng. Sơn mãn pháp buồn vô ở đó đấy mau đây. Ôi ăn miên kéo ao từ nơi phun phù vía ao phù vía nó chắc mong chừng hai mong nó muốn đùa tới bữa nay toàn là dân chủ bò thôi. Chô lơ nâng ao rồi hâm tí mà ai bộ này lơ nó bộ nó mấy cha buồn khỏe mấy bộ nó vô ai hả chô cầm phẹt ai mai chô cam cố cam sai cố chô một cố căn à sai chở lông à căn sai chở lông ấy nghĩa máu căn pi khang máu tay anh ấy khai cú anh ấy khai cú đã tết cối lê nhá nữa hả. Tao viết ao viết phật gia mà ngay mình nhẹ mà có bông ấy rồi thật cô mua phật và lấm láng ao viết mà sẽ mà có à cái à bia mà có bông mà đó ngay phần nắng đã tư việc tới rồi à ní à cô ní viết sập vắn mà hốt với át đắng ấy mà hốt đây cũng ao ta nài phắc á, nài phắc lẽ nài ngóp á. Cô phắc ấy đi cũng ao nài phắc. Cô thế à? Trời cô ấy khăng mấy hiền thẻ anh thế à?